Nước mưa, bà con ơi, ai cũng biết nước mưa hết phải không bà con? Nước mưa là nó rất có hại cho sức khỏe, nước mưa rất có hại cho sức khỏe bà con à. Nước mưa nó rất có hại cho sức khỏe. Đó là những nước mưa có hại bởi vì nó có nhiều axit, do nó hòa tan với các khí CSO2, NO2 nên rất độc hại, đặc biệt là đối với da người. Nếu thường xuyên sử dụng nước mưa để tắm giặt, gây ra viêm da, mẩn ngứa, nấm. Trong nước mưa nó chứa ít các khoáng như canxi, magie. Dùng nước mưa để ăn uống làm cho cơ thể thiếu khoáng chất, giảm chất đề kháng, và nó dễ ngấm các thuốc trừ sâu. Nó rối loạn sự tiêu hóa, làm cho chán ăn, đau bụng, tiêu chảy, run sáng, và bệnh hô hấp nha bà con. Rất là tác hại bà con ơi, tác hại vô cùng bà con à, tác hại vô cùng. Nước mưa nó có rất nhiều axit, do nó hòa tan với các khí SO2, NO2 nên rất độc, đặc biệt là đối với da người. Nếu thường xuyên ta sử dụng nước mưa để tắm giặt thì nó gây ra viêm da, mẩn ngứa, nấm. Nước chứa ít các muối khoáng như canxi, magie. Nếu ta dùng nước mưa để ăn uống làm cho cơ thể thiếu khoáng chất, giảm chất đề kháng nha bà con, làm cho giảm chất đề kháng. Nguy hiểm không? Cho nên dùng nước mưa để ăn uống làm cho cơ thể chúng ta thiếu chất và giảm đi chất đề kháng, và nó dễ ngấm các thuốc trừ sâu, rối loạn, nó làm cho rối loạn tiêu hóa, chán ăn, đau bụng, tiêu chảy, run sáng và có bệnh hô hấp. Không lợi gì cho ta sử dụng nước mưa, và không để nước mưa ngấm vào người. Bà con ơi, kênh chúng tôi một ngày có 4 video, ngày nào cũng có 4 video để nói về đời sống và sức khỏe nha bà con. Cho nên mong rằng bà con ta thấy được, vui lòng chia sẻ đó mọi người, cùng nhau mạnh khỏe, cùng nhau mạnh khỏe nha bà con, cùng nhau mạnh khỏe và chia sẻ đó mọi người cùng khỏe mạnh bà con ơi, bà con nha. Và bà con thấy thì đăng ký cho tôi, đăng ký để ủng hộ chúng tôi, đăng ký để ủng hộ và chia sẻ để giúp đỡ mọi người chưa biết, để mạnh khỏe cùng nhau bà con ơi.